Quỷ Liếp bé ơi, Quỷ Liếp, Quỷ Liếp, Quỷ Liếp. Đó, được rồi Khánh ơi, qua không dán mốc rồi tao cho làm Liếp. Đi qua đây. Ôi mà bên gắn mít rồi hả bé? Ôi mà không chặt bóng đây hả? Sao múc lễ này đây hết trơn vậy mà? Còn có quỷ là thiệt chứ, mày leo cục đá chi vậy? Leo lên ảnh tao té nó mới chịu á. Đó nhà mình có sương mù nữa các bạn, á sương mù ăn lên đó. Không nó khỏi. Sương mù. Sương mù hả? Con này cái gì vậy? Okay. Được rồi Khánh ơi. Con này củ gì vậy? Củ cải đỏ. Củ cải đỏ hả? Còn củ này. Củ này củ cà rốt nè, củ này củ cải đỏ. Củ này củ cà rốt đúng không cô kệ? Đúng rồi. Củ này củ cải đỏ hả? Kêu thằng mua chục xe đất nó lắp đất vô mấy cái chậu này nó bị sụp đất xuống hết không mà nào. Dạ ơi, con mới tìm ra một cái cây này rất là vui. Quên lấy mì, họ khỏi liên lắc tính sao. Trời. Hai, 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 hai. Ờ bé mở gì cảnh chứ không giải cái lời đó. Ở lịch gia vậy nè hết trận ha. Hai con cháu mới tắm hồ bơi xong nên mình làm lại món mì Nhật nha. Bỏ bé khen ngon, bé kêu yêu cầu mình làm lại. Bỏ mình làm bò mà mình đang làm thịt heo. Mà có tôm thêm miếng nữa cho nó tạo thêm hấp dẫn nha. Rồi nêm miếng mục nêm vô đây đi. Mình nêm mục nêm với tiêu vô đây nào đó. Rồi lắm. Dạ, lắm làm từ từ các bạn. Rồi giờ mình ốp vô đây nè thịt bằm với tiêu vô đây rồi. Đường. Món mì này phải có đường, dầu hào. Ủa bạn Kiệt đã hướng dẫn cho mình. Cái nào xào là phải có dầu hào nha mấy bạn. Bột ngọt. Cho ớt bột. Rồi đó. Xịt miếng nước tương vô. Bữa mình làm bò, bữa nay mình làm thịt heo, nhưng mà mình chế biến thêm mà mình bỏ miếng tôm vô nữa. Và cà chua mình để sẵn lát mình xào nha mấy bạn. Mình ốp nó trong vòng 30 phút trước đi. Bé đang ăn gì vậy? Quen điện bé chắc không vậy? Bé mới phải ăn món mì này phải không? Đúng rồi. Bé yêu cầu làm lại nha mấy bạn. Mà lát cây dừng ớt ăn ha. Bữa nay đi hái ớt bán. Rồi mình ốp được 30 phút. Ủng hộ con với của mẹ. Con với con Kiệt nha. Mấy bạn mình mới bỏ vô đây cái trứng gà nha. Cái trứng gà để tạo cái độ sánh á. Hay ta bỏ ớt cũng được, ớt tương ớt cũng vậy, trong miếng tỏi, miếng củ hành tím vô nữa. Bỏ cho nó thơm. Rồi. Đó. Mình làm sao vô ổ liu nha. Mình đeo cái sợi mà mẹ ơi. Thôi mình bỏ vô ổ liu vô á, vô liu vô. Hành tây vô nhiều nhiều càng thơm càng tốt. Đó, nhưng nãy mình làm nữa bạn, mì Nhật mình mua nè. Đây, liêu qua đây đây. Bỏ dầu ăn vô luộc mì nha. Bỏ mì vô mình luộc, bỏ nước lạnh nha. Xào nhân. Rồi. Bỏ chút rau này vô cho nó thơm, còn xíu nữa bỏ cho đây cho nó tươi ăn, đường ăn. Nè, mì mình phải chế dầu cho nó mới tơi ra nè nha. Nè. Luộc mình phải chế dầu vô mới ngon, mới tơi ra đó nha mấy bạn. Rồi, mặc đồ vô đi. Chuồng nước thằng Thắng quay clip nè. Rồi, lia vô đây nè, chín rồi mấy vị ơi, mình chế mì lên đó, rồi lát lên dưới gừng ớt ăn cho anh Thắng này, hai ớt dưới này, cho anh Khánh phụ hai ớt. Lia vô. Đó. Vừa chuột bạn. Bạn yêu dấu của tôi. Ủa trong tủ á con. Lấy chai thịt mũi thêm dưới nó, dưới nước suối nữa mày bơi. Ok, sợ
tử cái chỗ chịu. Thì con phải đi xuống từ từ chứ. Con sợ con không bị mũi cắn đúng không cô kì? Đúng rồi. Cô kì biết con sợ mũi cắn cô kì mới làm vậy với con hả? Đúng rồi, thấy tôi cưng bé không? Bé đâu, bé đâu? Bé đây nè. Bé đâu? Bé đây, bé đây. Trời ơi, khán giả cảm ơn mấy nha. Cảm ơn. Trời ơi. Trời ơi. Hello, à, hỏi mít đi. Hello bạn. Hello. Hello, hello. Quay gì sai vậy, chui không quay nè. Bé. Nè. Ủa đứa nào bé ở trong đi bé vậy? Con bạn thấy nó chín quá. Sao bé ăn đi, bé ăn bo bẻ sao con không ăn, sao con không ăn? Không ăn. Mày kêu tao bẻ. Ủa mày ăn rửa đâu có được đâu hả bé? Mày ăn mà không đem muỗng. Đâu có muỗng đâu. Không rửa rồi bé. Ngon quá quý vị ơi. Sao con ăn được? Ừ, con ăn cơm. Bạn hú đường xa. Nó chưa có ổn định tinh thần. Nó quên lấy muỗng nó đi bé. Ngon quá vậy em. Món này mì này bơ hấp ngon quá. Bé bé này yêu cầu làm lại nào. Cô kì cơ dĩa đó của ai dĩa. Ngày bé cầm dĩa hết. Tôi đâu ăn dĩa nữa đâu. Giờ tôi ăn này nguyên gái luôn à. Cay không? Đời bữa em ăn cái mì ai em hết biết cay. Cô kì không gắp thịt vô. Ngon, tôi nhường thịt cho bạn á. Ăn xong hái ớt nha mấy bạn. Ăn xong ăn chân gà, làm chân gà. Chân gà nữa hả? Đúng rồi. Con quỷ thì mai làm. Quỷ ra. Ăn đi. Ngon quá sao không được. Mai làm. Thằng này tin tao gọi mai cho mày nhịn đói không? Thánh ăn chân nhân nhiều nhiều Thánh. Ủa này không ngon bằng bữa hổm tao làm cái gì Thánh ơi. Bữa bị động ngay biển không ngon. Sao bữa nay sao làm thế không? Hấp dẫn. Tôm ngon quá. Để cắt thử nữa rồi. Cắt gì vậy? Tóc bò chứ. Ông chú ơi, hiện mày không gài thì là tóc ở đâu rồi? Về quán ở dưới đó. Ở chỗ nào? Ở cái chỗ bán thịt heo đó. Giờ tao nói mà. Gì đầu nó đầu cắt môi. Hay gì đầu bo là đầu cắt môi. Đúng rồi. Ơi ăn đi. Ăn đi. Mày đâu tao. Con giữ nè. Con dạ nó mới giữ nè. Ok gấp vô dĩa kìa. Ủa mà cũng hái nữa. Ngon quá mấy bạn ơi. No luôn rồi. Ngon quá. Ngon. Làm chiên gà. Khỏi ăn ngon quá. Mai là à, ăn ngon rồi. Ê. Ê. Đi chơi với bé luôn à. Ăn miếng gai rồi ăn ngán cái gì rồi. Cứ dầm dầm cho khán giả coi đồng ruộng đó hắn. Khán giả thích coi đồng ruộng hơn á. Ăn đi. Ừ, đi rồi, đi rồi. Sao bé ăn tôm không vậy, bé không ăn mì, bé chỉ đếm vậy. Ê, cho con chai nước rồi bà. Bé chỉ đếm quá vậy. Ok. Hôm qua sinh nhật bé mà bé không ăn gì hết trơn kìa. Trời biết đâu rồi không. Con kì ra cho miếng nước kìa. Thấy mình nhiệt tình làm clip cho mấy bạn hôm trưa nắng thì mình làm cho mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ vô coi nha. Chương thẻ à. Thấy mắc cỡ gì mà chiếm chiếm mày không? Để ăn cái gan nhấn chuông. Lát lấy chân gà tao không có xuống nha, mày quay cho Thắng, mày quay cho bá nó ăn cho Thắng. Tùy mình sắp xếp được thôi anh. Có gì về. Về lấy chân gà hả? Chân gà lát để con với mấy tụi nó làm. Chân gà bụi. Ừ, nó quýnh ra kìa. Thằng này, anh đâu quỷ em? Không có quỷ.
bé. Tên tao đổ không mày? Đổ là tội đó, tội là tội là mất ba nghiệp đó nha bé. Không có quỷ. Lát bé quay Vinh, anh thắng Vinh bờ Vinh Khánh nha. Con là chủ kênh nha, con thấy vui vẻ nha. Vui vẻ không? Không được. Ba không có chọc em nữa nha bà. Còn ba nữa là ước chuyện ba về nhà cũ của nó. Nhà này của nó luôn đó con. Đây là người mất gấp ra. Bé mang thịt hả? À? Nãy quên lấy cái muỗng á. Còn bị nên lá đây chơi ăn tiếp. Bé hấp dẫn ha. Nãy tôi kêu mà dặn gì quên nữa là tháng bé. Mấy bạn ăn nhau. Bé. Cho phân tâm nào. Lần đó quên đâu. Ngon quá. Khánh nước sao lưng người hả? Không biết rồi bé. Uống vừa ăn mấy nổi mấy bạn ơi. Gì? Nè bé, bé để nó đèn lắp bé uống. Người bé quăm không biết ăn ăn đũa mà bên này nó sống sáng luôn. Ok coi. Ủa sao bé ăn rồi bé đỡ vô lại. Cây. Ăn này. Trái cây vậy bé. Đừng. Làm gì vậy? Này. Nè còn con tôm ưu tiên cho bé luôn à. Trời ơi quá trời luôn. Đổ hết nước rồi. Uống cái nước tôi. Rồi mình tan cũng nhiều lắm đó nha mấy vị. Mấy phút rồi thắng. 6 phút nữa. Ngon quá. Hai bé cầm đũa rồi. Em cận miệng nó ra, cái miệng ngon rồi, không cận miệng quá. Mình gấp cho nó miếng. Thịt đâu? Nóng cục thì không có đẹp cái muỗng nha. Sao mà thịt gấp cho con được. Hết tôm để ăn thịt đi bé ơi. Ok. Ok phải không? Tôi nghĩ ăn tao đổ này. Đổ là bị nghiệp đó. Mới biết bị nghiệp chưa? Còn bỏ bé ăn nha. Mời mấy bạn con nha. Ra lên con. Lát tối tao vô đây rồi mày phải. Ờ, nó ăn ngon mà tới gạo nó ăn được luôn kìa. Hả? À, nó quên vụ gạo luôn hả? Đâu. Ờ, no quá mấy bạn ơi. Cái gì con, sao chọc em hoài vậy nè, coi gì gấp thịt cho. Bé chấm tôm. Bé ngồi hả? Gái thì mị. Bé là gái hay trai vậy mẹ? Bé là trai. Trai hả? Rồi. Mày có thương Khánh không? Không. Có yêu Khánh không? Không. Con bông đời yêu Khánh mà tính sao? Nè, không thương cho chứ hết. Con bông đời yêu Khánh kìa mà chịu không? Để đây, để đây. Hả bé? Con đi vô mỏ nó kìa. Thịt nó phải không? Anh bé anh bông. Đây nè, đây đây. Rồi tháng giờ mình cho nó ăn gì vậy không? Rồi ăn bò chiên. Mời mấy bạn. Rồi gơ gơ ăn câu câu nữa. Mời mấy bạn nha. Có tôm nữa. Hết rồi. Còn con cho ông bí mày. Còn nó lụng quá nha. Bye khán giả. Mai quá. Bye bye. Bye bye. Rồi chụp hình tâm